Mình click vào hình con mèo thì nó bắt đầu nó chọn hình con mèo cho mình nè. Sau đó mình sẽ chọn vào phần track 1 nè và mình vẽ một cái đường. Và chúng ta đã có kết quả rồi nha anh chị. Mình đã chọn vào chú mèo đấy, nhảy qua khỏi cái tô này ha anh chị. Sử dụng tính năng Motion Brush ở trong Curling AI. Hello anh chị. Thì hôm nay á, Curling AI đã ra mắt một cái phiên bản mới và theo mình đánh giá phiên bản này là phiên bản mà cực kỳ là mạnh ha anh chị. Ví dụ như anh chị thấy nè, release vào ngày 19 tháng 9 nè. Thì phiên bản mà Curling 1.5 này á, ra mắt nó sẽ có những cái gì? Đầu tiên á, là nó sẽ có một cái model là Curling 1.5 mới nè. Và một cái tính năng là gọi là Motion Brush nè. Thì hai cái này là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Đầu tiên á, là cái phiên bản Curling 1.5 này. Thì theo như họ giới thiệu á, nó sẽ có thể làm ra những cái video dạng như Full HD nè. Tối ưu hóa cho những cái màn hình lớn ha. Nói chung là nó sẽ tăng cái độ phân giải lên cho chúng ta. Còn cái ở cái tính năng mà Motion Brush nè, thì Motion Brush, nếu mà các bạn mà chưa biết về cái Motion Brush này, ngày trước mình có làm những cái video mà về Motion Brush ở trong Runway Gen 2, anh chị có thể xem lại cái Motion Brush đó. Nhưng mà chúng ta sẽ xem thử cái Motion Brush ở trong Curling AI này nó sẽ khác nhau thế như thế nào ha. Chúng ta sẽ xem trước về cái phiên bản 1.5 của Curling AI này. Thì theo như họ nói á, ở đây á, tạo ra video 1080 ở trong cái chế độ là Professional Mode ha. Nhưng mà cùng với cái mức giá so với trước đây, chúng ta sẽ xem thử một số kết quả ở trong phiên bản 1.5 mà họ giới thiệu ha. Ví dụ ở đây là một cái frame như thế này, anh chị có thể thấy ha, một người phụ nữ người Trung Quốc nè đang nhìn vào camera nè, ở phía sau là có một cái thành phố được làm mờ đi ha. Và các camera này thì di chuyển theo như những cái góc của cái gương mặt của người phụ nữ đi ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai kết quả. Một kết quả là 1.0 là kết quả này, anh chị sẽ xem thử ha. Đấy, thì nó sẽ zoom in lại gương mặt của người phụ nữ nhiều hơn. Trong khi chúng ta sẽ xem thử cái phiên bản 1.5 này ha, thì nhìn nó rất là có hồn hơn ha anh chị. Cái độ chi tiết cũng nhiều hơn nữa. Và người phụ nữ này á, khi mà nhìn thì nó cũng sẽ cái góc mặt á, người ta cũng quay cái gương mặt về đây ha. Tức là cái phiên bản 1.5 này á, có khả năng nó sẽ hiểu được cái câu room tốt hơn là cho phiên bản 1.0. Ở dưới này cũng có một cái ví dụ khác, ví dụ là góc quay cận vào gương mặt của một con khỉ ha. Chúng ta sẽ nhìn xem như thế nào nhé. Ở đây là cái phiên bản mà Curling 1.0, còn đây là phiên bản mà Curling 1.5 mới ra mắt vào ngày 19 tháng 9 anh chị. Nhìn về cái độ chi tiết á, thì ở trong cái phiên bản 1.5 này á, độ chi tiết ra khá là nhiều anh chị, và nó cũng sẽ hiểu sát về câu lệnh hơn. Một số cái cảnh quay khác, ví dụ như cảnh quay mà động đi. Đây là một cảnh quay mà người đàn ông ăn mì ha. Đây là cái cảnh quay ở trong Curling AI 1.0 và ở đây là bản Curling 1.5. Thì anh chị có thể thấy ha, cái phiên bản mà 1.5 nè, nhìn nó thực tế hơn rất nhiều ha anh chị. Cảnh quay nó cũng tập trung vào người đàn ông nhiều hơn nè. Khi mà chúng ta mô tả bằng một câu lệnh nè, thì nó sẽ tạo ra cái người đàn ông này ăn mì và nhìn nó thực tế hơn rất nhiều ha, so với cái người ở 1.0 này. Cái phiên bản 1.0 này thực tế là cũng đẹp chứ không phải là xấu. Tuy nhiên á, cái góc mà tạo video ở trong cái phiên bản 1.5 này á, thì mình thấy nó hợp lý hơn ha, và nó đẹp hơn khá là nhiều. Còn về cái phần hình ảnh thì sao? Lúc nãy giờ là chúng ta chỉ sử dụng những text to video thôi. Còn bây giờ từ image to video thì nó sẽ như thế nào? Ví dụ ở đây á, họ có demo nè. Có hình một con cáo và một con dinosaur, là một con khủng long ở đây, và họ muốn mô tả là hai cái con vật này đang nhảy hát ở dưới một cái gốc cây ha. Thì ở đây là phiên bản 1.0 nè, nhìn có vẻ rất là hài hước anh chị. Và đây cũng là một tình trạng mà khi mà mình tạo ở trong Curling AI, đôi khi chúng ta mô tả là một chuyện, còn nó ra kết quả hay không nó lại một chuyện nữa. Ở đây nó đang mô tả là hai con này nó đang nhảy múa với nhau ha, nhưng mà nhìn cái kết quả thì nó không giống anh chị. Tuy nhiên khi mà chúng ta sang cái phiên bản 1.5 thì anh chị thấy một cái sự khác biệt hoàn toàn. Đây đúng là hai con vật này đang nhảy múa ha. Thi thoảng thì nó vẫn có những cái lỗi do cái ảo giác AI nó biến những cái tay hoặc là những cái chân của con khủng long này, nó biến đổi thế chứ anh chị. Tuy nhiên á, so với cái mức độ mà hiểu câu lệnh á, thì bên phiên bản 1.5 này đã hiểu câu lệnh rất là tốt anh chị. Nên khi mà chúng ta sử dụng á, thì có vẻ như phiên bản 1.5 này sẽ tạo ra cho chúng ta những video mà sát nghĩa hơn so với câu room. Ở dưới đây họ cũng mô tả một cái đó nè, ví dụ như về cái phần từ hình ảnh sang video. Ở những cái phần room mà nó khá là phức tạp hơn nè, ví dụ như ở đây bắt đầu bằng một cái hình của một cái phần cơm như thế này đó, và họ mô tả cái câu room của chúng ta muốn là cái camera sẽ zoom vào phần cơm này, và sau đó có một
cậu bé lại đây và ăn, cầm một cái muỗng và ăn cơm ở trong cái phần tô này. Thì ở trong phiên bản 1.0 á, nó không hiểu được anh chị, nó chỉ làm được ở bước đầu tiên thôi, tức là nó zoom vào cái phần đưa cơm này, nó không có xuất hiện hình ảnh của người đến đây và cầm cái muỗng ăn ha. Tuy nhiên ở trong cái phiên bản 1.5 á, cực kỳ là hay ha anh chị, nó sẽ zoom lên một chút xíu và sau đó nó bắt nét lại tới cậu bé nè, cậu bé cầm cái muỗng và cậu bé ăn. Tuy là chỉ có vài giây thôi nhưng mà nó đã hiểu câu lệnh cực kỳ tốt ha. Đấy anh chị có thể thấy ha, kết quả ở đây, kết quả này thì nó khá là sát với câu room của chúng ta ha. Hoặc là một cái kết quả khác mà mọi người cũng hay thường sử dụng á, đó là biến đổi. Ví dụ như là hình một con hươu, ở đây nó có rất là nhiều hoa ở đây nè. Câu lệnh chúng ta là muốn biến thành những cái bông hoa đẹp và bay lên trên bầu trời ha. Thì anh chị có thể thấy nè, ở đây nó sẽ bị có một cái hiện tượng là ảo giác à. Ở dưới nó có một cái con vật gì đấy mình cũng không biết, nó xuất hiện lên và sau đó thì cái con hươu hoa của mình á, nó mới biến đổi thành hoa. Nhưng mà nhìn nó rất là hài hước anh chị. Nhưng mà anh chị hãy xem thử cái phiên bản 1.5 ở đây. Chúng ta sẽ xem thử ha. Không có một con vật gì nó xuất hiện ha. Và con hươu này nó sẽ tự động nó biến thành những cái bông hoa và bay lên trời anh chị. Tức là khả năng hiểu lệnh ở trong cái phiên bản 1.5 này khá là tốt, theo như những gì mà họ mô tả. Một chút nữa mình sẽ thử ở trong Kerlin AI phiên bản thực tế xem kết quả thực tế nó như thế nào ha. Đây là một trong những cải tiến của Kerlin AI về việc mà hiểu room tốt hơn nè và tăng độ phân giải nhưng mà vẫn giữ được cái giá cho người dùng ha, khá là tốt anh chị. Và tính năng mà mọi người đang mong chờ nhất là tính năng motion brush. Motion brush á, nó rất là đơn giản như thế này, tức là trong một cái khung hình như thế này anh chị có thể chọn bất kỳ một thành phần nào đấy và chúng ta sẽ cho cái thành phần đó, có thể là người, có thể là vật, hoặc là bất kỳ một thành phần nào đấy, nó di chuyển theo một cái hướng nào đấy mà chúng ta mong muốn nó sẽ đi theo. Thì cái motion brush này á, lúc trước Runway Gen 2 làm rất tốt nha anh chị. Bản Runway Gen 3 hiện tại thì mình chưa thấy, nhưng mà Runway Gen 2 làm rất tốt. Và bây giờ ở trong Kerlin AI thì họ vẫn có tính năng motion brush này. Ví dụ như ở đây anh chị có thể thấy ha, họ chọn vào cái hình mặt trăng này và họ sẽ cho nó di chuyển lên trên ha. Hoặc là bên đây chúng ta cũng có một cái ví dụ khác, đó là anh chị chọn vào hình cái con mèo và cho con mèo nhảy qua khỏi cái tô ha. Một lát nữa mình sẽ test thử cái tính năng motion brush này để xem cái nó hoạt động như thế nào anh chị. Nếu như thực tế mà nó hoạt động được tốt như thế này á, thì chúng ta có thể ứng dụng vào làm rất là nhiều việc. Khi mà chúng ta làm video, nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều thời gian ha. Đấy là hai cái tính năng mà cực kỳ là quan trọng ở trong bản cập nhật mới nhất của Kerlin AI phiên bản 1.5 này. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thử, chúng ta sử dụng thử xem như thế nào anh chị. Chúng ta sẽ vào phần Image to Video ha. Bây giờ mình sẽ thử tính năng là motion brush, bởi vì cái tính năng này tính năng mà mình cực kỳ là thích anh chị. Đây, tính năng như thế này. Đầu tiên á, mình sẽ chọn cái hình giống như yêu cầu của họ luôn là hình con mèo. Ở đây mình có hình con mèo như thế này, anh chị có thể xem ha. Một con mèo và có một cái tô ở đây. Mình sẽ cho con mèo này nó nhảy qua cái tô giống như những cái gì mà họ làm, để xem cái tính năng motion brush này có thực sự là hoạt động không ha. Khi mà chúng ta upload cái hình ảnh lên đây á, anh chị sẽ thấy ha, ở đây thì mình có thể chọn hai phiên bản là 1.0 và 1.5. Nếu như chúng ta chọn phiên bản 1.5 á, thì ở dưới này chúng ta sẽ không thể sử dụng cái motion brush nè, nó bị disable ở trong version 1.5 nè. Có lẽ là nó chưa cập nhật đến phiên bản 1.5 cho motion brush. Thì motion brush này hiện tại chúng ta mới có thể chỉ sử dụng cho cái phiên bản 1.0 thôi. Anh chị sẽ chọn vào 1.0 đây nè, thì cái motion brush nó sẽ sáng lên ha, upload hình ảnh lên, chọn motion brush ha. Ở đây mình sẽ chọn một số cái setting chẳng hạn, ví dụ như standard mode và 5 giây. Mình sẽ bật motion brush lên ha. Thì cái motion brush này sử dụng như thế nào? Khi mà chúng ta chọn một vào một khu vực á, thì nó sẽ di chuyển cái vật thể đó theo một khu vực khác. Thì để mà chọn được một nhân vật á, hoặc là một vật thể trong đây á, thì chúng ta sẽ có hai cách. Một á, là chúng ta sẽ chọn thủ công. Ví dụ như anh chị bấm vào cái nút hình đầu tiên này nè, thì chúng ta click chọn tô từng hình của con mèo này chẳng hạn. Mình sẽ tô hết cái phần cái này. Nhưng mà đôi khi á, nó sẽ khá là tốn thời gian đúng không? Hoặc là nếu chúng ta tô phạm ra đây, nếu mà chúng ta tô phạm ra ngoài đây á, thì anh chị sẽ dùng cái phần mà cái thước xóa nè, chúng ta nhấp vào đây và chúng ta có thể xóa những cái phần nào mà chúng ta phải tô phạm ha. Đấy, nhưng mà sử dụng như thế này thì nó cũng khá là mất thời gian anh chị. Chúng ta sẽ reset lại hết. Để mà sử dụng nhanh thì chúng ta sẽ bật cái auto segmentation này lên, nhấp vào đây thì nó sẽ tự động nó chọn những nhân vật nào cho chúng ta ha. Ví dụ như anh chị bấm vào cái icon đầu tiên và chúng ta bật cái auto segmentation này lên ha. Mình click vào hình con mèo thì nó bắt đầu nó chọn hình con mèo cho mình nè. Anh chị thấy chưa? Đó, nó thiếu bộ phận nào thì chúng ta click một hai click nữa ha. Anh chị có thể thấy nhá. Ở đây nó có thể thiếu cái phần chân con mèo thì chẳng hạn. Đấy. Sau đó mình sẽ chọn
vào phần track 1 nè. Cái màu xanh lá tương đương với con mèo nè anh chị. Còn cái phần track á, là chúng ta sẽ cho con mèo để di chuyển như thế nào. Bây giờ mình sẽ chọn qua màu xanh lá và mình sẽ chỉ cần click chuột vào đây. Mình giữ chuột ha. Và mình vẽ một cái đường nào đấy mà mình muốn con vật đó đi theo cái hướng của mình. Đó, mình chỉ cần nhấp chuột, mình giữ chuột và mình kéo vào đây. Thì nó sẽ như thế này. Anh chị sẽ thấy ha. Đó, rồi hai cái phần như thế này. Còn anh chị muốn mà tạo ra những cái chuyển động khác nữa, ví dụ như mình muốn tạo theo cái kiểu là cái cây này đi, nó có thể rung rinh hoặc là đung đưa trước gió chẳng hạn, thì mình nhấp vào cái này và mình có thể chọn cho nó rung rinh trước gió chẳng hạn. Đó, thì một cái dạng như thế này ha anh chị. Đó là cái cách mà khi mà chúng ta sử dụng ha. Còn giả sử như chúng ta muốn cái khu vực nào đấy mà nó không di chuyển, tức là nó muốn ở một cái cảnh tĩnh nào đấy, thì chúng ta sẽ bấm vào Static Area ha. Ok ha, chúng ta đã có hai cái phần di chuyển như thế này, quan trọng nhất là hình con mèo nè. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào Confirm ha. Rồi chúng ta sẽ bấm vào phần Generate. Ở đây thì nó cũng sẽ tính cho mình 10 Reddit cho một phần khi mà chúng ta tạo video 5 giây ha anh chị. Đây, chúng ta sẽ sử dụng như thế này ha. Trong thời gian mà chờ đợi kết quả, mình sẽ chọn thử một vài cái dạng hình ảnh khác để mình có thể thử cái tính năng Motion Brush này ha. Mình sẽ xóa hình ảnh này đi. Mình đưa cái hình một quả dứa vào đây. Bởi vì mình thấy họ mô tả cũng khá là nhiều về cái việc mà Motion Brush này, nên chúng ta sẽ sử dụng cái Motion Brush này thường ha. Ở đây phần Raw Motion này mình nhấp vào đây. Quả dứa như thế này ha. Ở đây chúng ta sẽ đợi Kerlin AI để mà nó có thể phân tích cái hình ảnh chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào Auto Segmentation ha. Mình có thể chọn vào quả dứa như thế này. Đấy, thiếu những phần nào thì chúng ta có thể chọn vào đây ha. Đấy, bây giờ mình muốn quả dứa nó bay lên trên. Mình thử xem như thế nào ha. Nhấp vào cái tính năng Track One ha. Mình muốn quả dứa này nó bay lên đây. Hoặc là mình muốn quả dứa nó bay ngược lên trên đi. Chẳng hạn nó bay thẳng lên trên đi, thì anh chị chỉ cần bấm Redo lại ha. Và chúng ta có thể chọn lại, ví dụ như quả dứa này đi thẳng lên trên đây. Mình sẽ bấm Confirm ha. Đấy, mình sẽ thử một số tính năng để anh chị có thể xem nó hoạt động như thế nào, chúng ta có thể áp dụng rồi ha anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhiều hình ảnh hơn, tức là những hình ảnh nó sẽ phức tạp hơn. Ví dụ như bây giờ hình ảnh như thế này, mình có hình ảnh hai chú chó như thế này, khá là dễ thương ha. Đây, hình ảnh gốc của chúng ta đây, hai chú chó như thế này. Bây giờ mình muốn chú chó màu đen nè ngẩng đầu qua bên trái, chú chó màu vàng nè ngẩng đầu qua bên phải, và cái những cái lá cây nè thì nó sẽ xô xạc ha. Đấy, thì mình sẽ làm như vậy, tức là mình sẽ sử dụng nhiều cái Motion Brush ở trong cái hình này để xem cái tính năng Motion Brush nó có thực sự nó hoạt động hiệu quả không anh chị. Bây giờ mình sẽ qua Kerlin AI ha. Mình tiếp tục mình chọn vào Motion Brush ở đây. Ở đây nó sẽ có nhiều cái area ha. Mình sẽ đợi một chút cho Kerlin AI nó phân tích tấm hình này để nó có thể chọn cho mình những cái phần segmentation ha anh chị. Rồi ok, mình sẽ bật lên đây. Nếu như chúng ta bật segmentation này lên á, thì mình sẽ chọn là chọn cả chú chó này. Nhưng mà mình bây giờ mình không muốn chọn cả chú chó, mình chỉ muốn cái phần đầu của chú chó thôi, để mà di chuyển qua bên trái, hoặc là phần đầu của chú chó này di chuyển qua bên phải thôi. Thì mình bỏ cái tính năng segmentation này đi, mà mình sẽ tô thủ công hả anh chị. Ví dụ như đây mình sẽ tô như thế này. Mình mở cái phần size này lớn hơn một tí ha, để cho mình tô cho nó nhanh hơn tí. Ví dụ như thế này, mình sẽ tô cái phần đầu của chú chó màu đen này. Đó, mình sẽ tô xuống ở mức này chẳng hạn. Đây cũng là một trong những hình ảnh mà họ đã quảng cáo là có thể làm được hả anh chị. Để chúng ta xem thử như thế nào ha. Rồi, màu xanh lá cây này là của tương ứng với chú chó màu đen này. Và chúng ta sẽ cho chú chó này ngoảnh cái đầu qua đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ thử vào cái hình chú chó màu vàng này ha. Mình sẽ vẽ tiếp một cái chú chó như thế này. Đó, mình sẽ chọn cái phần đầu của chú chó thôi. Tô hết những cái phần nào mà mình cần ha. Anh chị có thể tô phạm ra ngoài một tí cũng không sao đâu. Bởi vì các công cụ AI họ cũng có thể xác định được cái thành phần rồi. Ok ha, cái phần màu tím này là của chú chó màu vàng này. Mình sẽ cho chú chó này nó xoay kiểu như thế này. Đó, nó xoay xuống phía sau và nó xoay lên phía trước. Rồi các phần ở dưới đây, ví dụ như cái phần lá cây này nè, mình sẽ cho nó một số cái chỗ đi. Đó, nó rớt xuống dưới chẳng hạn, hoặc là nó xì xào á. Thì mình sẽ chọn như này, mình sẽ cho nó tô xì xào như thế này ha. Ok hết ha, mình sẽ bấm vào Confirm. Chúng ta sẽ làm hết ha, sau đó chúng ta sẽ xem thử cái kết quả như thế nào ha. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào Generate. Đấy, chúng ta đã có vài hình ảnh này anh chị. Rồi mình sẽ thử cái hình ảnh cuối cùng để mà chúng ta làm cái Motion Brush này. Là một hình ảnh cũng khá là hay ho ha. Đó là một hình ảnh mà tách trà như thế này nè. Chị có thể thấy ha, tách trà và rót vào ly trà. Thì mình sẽ, ý tưởng của mình á, sẽ là đưa cái ly trà. Khi mà chúng ta rót nước vào đây á, thì dòng nước nó sẽ chảy xuống đây.
và nước ở trong ly này nó sẽ dâng cao lên, cũng như là cái bình trà nó sẽ nâng cao lên. Thì đó là ý tưởng của mình. Mình sẽ làm ba cái motion brush giống vậy. Mình sẽ nhấp vào đây và mình sẽ chọn ba khu vực ha. Khu vực đầu tiên là khu vực của dòng nước này. Đây mình sẽ chọn khu vực dòng nước để mình đi test lên thử xem cái nó có tự động nó chọn được cái khu vực cho mình hay không. Nếu mà nó chọn được thì chúng ta sẽ sử dụng, còn không thì chúng ta tắt đi. Chúng ta sẽ tô thủ công chẳng hạn. Đây mình sẽ tô thủ công. Rồi dòng nước nè, mình sẽ cho hướng là hướng đi xuống đúng không? Tại vì khi mà mình rót nước thì nước sẽ đi xuống. Cái khu vực 2 á, là cái khu vực nước ở trong cái bình trà này nè. Nó sẽ dâng lên đúng không? Đây, cái nước của bình trà này nè, nó nằm ở trong đây nè. Nước bình trà nó sẽ dâng lên thì nó sẽ dâng lên một tí ha. Đấy, nó dâng lên tới cái miệng cốc vậy thôi. Còn khu vực 3 là khu vực của cả cái ấm trà này. Thì mình nghĩ cái ấm trà này mình có thể chọn vào cái segmentation để mình chọn cho nó nhanh ha. Đây, mình sẽ chọn đây. Đó, mình chọn cái khu vực ấm trà ha. Sau đó chúng ta sẽ vào track 1 này. Cái ấm trà này sẽ đi lên trên đúng không chị? Nó sẽ đi lên trên theo cái hình hơi cong một tí xíu như này. Hoặc là chúng ta có thể cho nó đi theo một cái đường thẳng luôn cũng được. Và generate. Và chúng ta sẽ chờ đợi kết quả, xem kết quả nó có thực sự là như những gì mà Clean AI giới thiệu không ha. Và chúng ta đã có kết quả rồi nha anh chị. Ví dụ như chú mèo này đi, mình đã chọn và chú mèo đã nhảy qua khỏi cái tô này ha anh chị. Cũng khá là đẹp ha. Sử dụng tính năng Motion Brush ở trong Clean AI. Hoặc là cái bình nước, ví dụ như thế này thì dòng nước cũng chảy xuống cái ly ha. Và bình nước cũng được nâng lên. Mực nước ở trong cái ly này thì chúng ta cũng không nhìn thấy được là mực nước đã dâng lên như thế nào. Nhưng mà cơ bản là dòng nước và cái bình á, nó đã di chuyển theo những gì mà chúng ta đã sắp xếp ở trong Motion Brush ha. Ví dụ như video về hai chú chó, lúc nãy mình cho chú chó đen á chuyển động sang bên trái và cái đầu chú chó màu vàng này chuyển động sang bên phải, thì hai chú chó này cũng đã chuyển động giống như những gì mình muốn ha. Đấy anh chị có thể thấy ha. Như vậy thực tế tính năng Motion Brush này á hoạt động khá là hiệu quả ở trong Clean AI. Chúng ta có thể áp dụng nó vào các video chúng ta để mà tạo cho video nó sống động và nó theo như những gì mà chúng ta muốn điều chỉnh và chúng ta muốn nhân vật ở trong đó đó di chuyển như theo hướng nào mà chúng ta muốn anh chị. Đây là một trong những cập nhật khá là hay của Clean AI mà mình nghĩ là rất là thực tế khi mà chúng ta sử dụng để làm AI video. Ok anh chị, đó là video mình test nhanh về khả năng của Clean AI khi mà cập nhật lên phiên bản 1.5 cũng như là bổ sung thêm tính năng Motion Brush ở trong đây. Anh chị có thể xem rất là nhiều video trên channel của mình ha. Mình có chia sẻ rất là chi tiết anh chị. Nếu như anh chị thấy video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe video này nhé. Rất cảm ơn anh chị. Và Tuấn cũng có một khóa về AI để anh chị có thể áp dụng các kiến thức AI vào thực tế công việc và cuộc sống. Khóa e-learning này á bao gồm các kiến thức từ AI chatbot đến hình ảnh đến video đến audio music và rất là nhiều thứ khác, cũng như là các case study thực tế cho các lĩnh vực. Anh chị có thể học cách sử dụng, đặc biệt nhất ở trong khóa e-learning của chúng ta đó là phần tư duy về công cụ AI. Khi mà anh chị đã nắm được phần tư duy về công cụ AI này rồi thì chúng ta có thể sử dụng nó vào rất là nhiều công việc anh chị. Chúng ta sẽ không cần phải copy những cái nội dung từ những cái nguồn khác và chúng ta sao chép lại trở thành video của chúng ta ha. Chúng ta có thể hoàn toàn làm ra được những sản phẩm của chúng ta từ những cái cách tư duy các công cụ AI này. Đường link đăng ký mình sẽ để ở dưới phần mô tả và mình rất là hy vọng sẽ gặp và đồng hành cùng các anh chị trong công cuộc chinh phục AI trong khóa E-learning AI của Tuấn nhé. Chúng ta cũng sẽ gặp lại vào các video lần tới ở trên channel Người Công Sở và mình là Tuấn. Xin cảm ơn chị và hẹn gặp lại.